Hello guys, it's me, I'm Thanh from I'm English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với video clip học phát âm cùng với Thanh. Và hôm nay Thanh đưa cho, quay trở lại với video clip mà chia sẻ cho các bạn về các cái quy tắc để chúng ta có thể học phát âm một cách đơn giản và chúng ta có thể ghi phiên âm được những cái từ mà chúng ta đã học. Okay, so this is the rule number 2. Đây là quy tắc số 2, từ có chứa OA. Được chưa? Nếu các bạn nào chưa xem quy tắc số 1 thì các bạn có thể come back, quay trở lại kênh YouTube Am English để có thể xem quy tắc số 1. Okay. Và Thanh đã để các cái đường link ở đâu đó ở trên màn hình và các bạn có thể nhấn vào để xem quy tắc số 1 lại nhé. Rồi, next one, tiếp theo nào. Vậy thì quy tắc hôm nay chúng ta sẽ được học cái gì? Chúng ta cùng chia sẻ nhé. Đó chính là quy tắc từ có chứa OA. This one, how to pronounce these words? Chúng ta thường phát âm những cái từ này như thế nào nhỉ? Ok, các bạn thử phát âm cho Thanh nhá. Từ đầu tiên đó là cái từ con đường ấy, chúng ta sẽ phát âm như thế nào nhỉ? Có phải là mọi người hay phát âm cái từ này là how to say road đúng không ạ? Thanh nghe rất nhiều học viên của Thanh phát âm cái từ đó, road, road. Ok. Rồi next one, cái từ cái thuyền ấy ạ, chúng ta sẽ phát âm như thế nào nhỉ? Có phải mọi người hay phát âm là từ boat không ạ? Ok, boat. Yes. And the last one, và cái từ cuối cùng mình phát âm nào nhỉ? Cái từ huấn luyện viên đúng không ạ? Ông Park Hang-seo. Ok. Yes, cái từ này mình có phải hay thường được phát âm là coach không ạ? Coach. Rồi, vậy thì cái cách phát âm như vậy có đúng hay không? Thì mọi người lưu ý cho Thanh nhá. Chúng ta sẽ không phải phát âm như vậy. Bây giờ các mọi người sẽ nghe Thanh phát âm lại một lần nữa để chúng ta sẽ thử so sánh xem cái cách phát âm của chúng ta như vậy có đúng hay không nhá. Rồi, the first one we pronounce road, road, again, road. The second one, boat, boat, boat. And the last one, coach, coach, coach. Ok, chúng ta có thấy sự khác biệt không ạ? Rồi, và quy tắc hôm nay đó là trong ba từ này chúng ta sẽ thấy đó là mình có xuất hiện cái từ OA, đúng không? Cái từ OA ở trong ba cái từ này. Vậy thì quy tắc nó là gì? Chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần quy tắc cùng với nhau nhé. Rồi, khi mà chúng ta có thấy từ có chứa OA thì chúng ta phải lưu ý hai điểm sau đây. Điểm thứ nhất đó là trọng âm của từ sẽ rơi vào chính OA. Đúng không ạ? Trọng âm của từ sẽ rơi vào chính OA. Thứ hai, đó là OA ở đây sẽ được đọc thành âm O. Ok, mọi người lưu ý nhé. OA sẽ được đọc thành âm O, chứ không phải là âm O khi mà các bạn đọc ví dụ như cái từ con đường là road hay là cái thuyền là boat, đúng không ạ? Nhìn thấy thì các bạn đã đọc cái âm OA của Thanh thành âm O rồi, đúng chưa? Chúng ta đang bị đồng hóa từ tiếng Việt, đang bị đồng hóa từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó, đúng chưa? Thế nên em lưu ý cho Thanh, cái âm OA đây chúng ta sẽ không đọc là O mà chúng ta sẽ đọc là âm O. Rồi, vậy thì phát âm cái âm này như nào? Trong cái phần này Thanh lưu ý một chút, đó là gì? Cái âm OU này này, được chưa? Thì nó sẽ xuất hiện đa số trong ngữ Anh Mỹ. Còn cái âm OU này, ok, OU. Cái âm OU này thì nó xuất hiện ở trong Anh thôi, còn Anh Mỹ nó không có cái âm OU này. Thế nên đa số tất cả những cái từ, đa số tất cả những cái từ ở trong Anh mà được phát âm làm OU thì trong Anh Mỹ nó sẽ được phiên âm thành OU, được chưa? Đa số tất cả những cái từ trong Anh nó được phiên âm là OU thì nó sẽ được phiên âm thành OU ở trong Anh Mỹ. Chính vì vậy, quy tắc ở đây chúng ta sẽ học là OA đa số được phát âm thành OU nhá. OU. Ok, thế nhưng tuy nhiên thì Thanh vẫn đề cập cái trường hợp ở đây để mình có thể nắm vững được, được chưa? Khi mà chúng ta tra từ điển chúng ta hình dung ra được, tí nữa Thanh lấy ví dụ để chúng ta hình dung dễ hơn nhá. Rồi, vậy thì Thanh sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc của hai cái nguyên âm đôi này. Ok, cách đọc của hai cái nguyên âm đôi này. Tương tự như bài trước, thì cách đọc của nguyên âm đôi là gì? Nguyên âm đôi đầu tiên đó là nguyên âm OU. Đúng chưa? Nguyên âm OU là sự kết hợp giữa âm O và âm U. Ok. Nguyên âm đôi OU là sự kết hợp giữa hai nguyên âm đơn O và U. Ban đầu khẩu hình miệng bắt đầu của nguyên âm O và kết thúc khẩu hình miệng là của nguyên âm U. Mọi người có thể nhìn vào hình nhé. Trong hình thì Thanh chỉ có tìm thấy được cái khẩu hình miệng của nguyên âm ơ u thôi. Thì tuy nhiên thì nó sẽ là tương tự như vậy. Rồi, mình sẽ đọc bắt đầu bằng âm o. O mình đọc nào nhỉ? O. O. Đúng không?
U mình đọc thế nào nhỉ? U, ok. U, chú môi lên xanh nhá. À, cái âm đầu tiên mình sẽ đọc với thanh ngang. O thì vẫn đọc là O. Tuy nhiên cái âm thứ hai, nguyên âm đơn thứ hai mình sẽ đọc với thanh huyền. Tức là mình thêm dấu huyền vào giữa thanh nhá. Thì mình sẽ đọc là U, U đấy. U, đúng không ạ? Và chúng ta nối vào là mình đọc sẽ là O, 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 đúng không? O, U, ok. À, rất nhiều học viên phát âm cái âm này là âm O hoặc là phát âm thành âm O ở trong tiếng Việt. Tuy nhiên, không phải như vậy nhá. Bản chất nó là âm O, O, ok. Hơi giống âm O đúng không? Hơi giống âm O đúng không? Rồi, O, repeat after me. O, 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 great. Nhớ nhá, ending sound, à nhầm, kết thúc cái âm đó, chữ U nó phải chu miệng lên. Rồi, tương tự, cái âm ơ u, nguyên âm đôi ơ u là sự kết hợp giữa âm ơ và âm u. Âm ơ thì mình đọc với thanh ngang bình thường thôi. Ơ, ơ, ơ. Còn âm u thì mình đọc với thanh huyền. U, đúng không ạ? U. Rồi, nối vào thì nó sẽ là ơ, ơ, ơ. Mọi người nhìn cái khẩu hình miệng nhá. Đây này, à, bắt đầu là âm ơ này, nó sẽ lưỡi ở vị trí thấp này. Ơ. U thì nó sẽ cong lưỡi lên một xíu. U, đúng không? O, O, O. Ok. Rồi, hai cái âm này nó na ná giống nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khác nhau một xíu thôi. O, U này. O, 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 O này. O, O, O. Đó, tức là cái kiểu miệng nó chỉ khác nhau một xíu thôi. Được chưa? Rồi, đó là cách đọc của hai âm này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó là Thanh sẽ lấy cho mọi người một cái ví dụ để mọi người hình dung cái điều mà Thanh nói, đó là giữa anh và anh Mỹ, cái âm này nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó, cái này là trong từ điển Oxford Learner Dictionaries. Thanh tra cái từ, Thanh tra một cái từ, đó là cái từ boat. Được chưa? Thanh tra cái từ này, đó là từ boat. Rồi, this one. Mình thấy có hai điểm cần lưu ở đây. Thứ nhất, đó là British English. Là British English, mình sẽ đọc là âm O, đúng không? O, tức là anh đấy. Mình sẽ đọc là âm O. Và mình có cái từ này mình đọc là boat, boat, boat. Được chưa? Tuy nhiên, mình có North American English, tức là anh Mỹ ở đây. North American English, anh Mỹ ở đây. Thì mình sẽ đọc thành âm O. Đó. Tức là đa số các từ ở trong Anh được phiên âm là âm O, thì âm O U á, thì trong Anh Mỹ nó sẽ được phiên âm thành O U. Đó, mình sẽ đọc là boat, boat, boat. Ok, và các cái quy tắc mà Thanh chia sẻ cho mọi người thì Thanh sẽ lấy quy tắc của Anh Mỹ nhá. Thực ra nó không khác nhau là mấy đâu, nhưng mà Thanh muốn phân tích rõ để cho mọi người hình dung dễ hơn. Và mọi người khi mà mọi người tra từ điển, mọi người sẽ không bị cảm thấy là lấn cấn, hay là không cảm thấy là à sao tại sao nó lại như vậy, đúng chưa? Để chúng ta làm hiểu rõ hơn. Còn khi mà mình đã hiểu rồi thì lúc quá trình mình chọn để học ấy, thì mình học giao tiếp thì mình nên chọn Anh Mỹ cho nó đơn giản, được chưa? Rồi, trong Anh thì nó xuất hiện cái âm ơ u nữa, nhưng mà trong Anh Mỹ thì nó không có âm ơ u, nó chỉ có âm o u mà thôi. Được chưa? Thế thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ok. Rồi, đó là cái điều mà Thanh muốn chia sẻ cho mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần luyện tập nhé. Đến cái phần luyện tập nào. Exercise number 1. Mình sẽ cùng nó luyện tập. Và trong quá trình mà luyện tập, mọi người cố gắng đọc đi đọc lại theo Thanh nhé. Thanh sẽ đọc mỗi từ 3 lần. Những cái từ nào khó, Thanh sẽ cố gắng phân tích để mọi người hiểu tại sao nó được viết như vậy. Sau khi mọi người học các cái quy tắc đơn giản này xong ấy, thì các mọi người sẽ có thể ghi được cái phiên âm của nó luôn và đọc một cách dễ dàng luôn, được chưa? Thế nên chúng ta sẽ kiên trì nhá. Rồi, đầu tiên là cái âm, cái từ, cái thuyền đúng không? Mình sẽ có âm oa, oa ở đây sẽ được đọc là âm o đúng không? Và mình đọc là đọc nguyên âm trước này. O, o. Ok, sau đó mình sẽ nối tiếp với âm phụ âm đằng trước và phụ âm đằng sau. Và mình sẽ đọc là boat, boat, boat đúng không ạ? Boat. Ok. Thanh để rộng cho mọi người nhìn cái khẩu hình miệng của Thanh dễ hơn này. Boat, boat, boat. Được chưa? Next one. Mình có từ O, O. Và mình sẽ đọc là coat,
Coat. Coat, đúng không ạ? Coat. Coat. Nhớ nhá, ending sound là âm ch, ch. Được chưa? Mọi người chu môi lên. Coat. 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 Okay, repeat after me. Coat. Coat. Great. Okay, next one. À, từ này có hai âm tiết này, mọi người nhìn thấy cái dấu trọng âm không? Được, mọi người sẽ thấy cái dấu trọng âm này này. Đó, đúng chưa? Đó, thì mình từ này có hai âm tiết, mình sẽ trọng âm sẽ rơi vào chính oa đúng không? Và cái từ này mình sẽ đọc là coast. Coaster. 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 Được chưa? Coaster. Coast đi lên, ster đi xuống, đúng không? Coaster, đúng không? Coaster. Coaster. Next one. Cái từ này mình sẽ đọc là gì ạ? Float. 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 Next one. Trọng âm này. Floating. Floating. Đúng không ạ? Floating. 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 Next one. Cái từ này mình đọc là croak. Croak. Cr đúng không? Cr. Cr. Croak. Croak. Rồi, tiếp. Loathe. Mọi người nhớ nhá, cái âm TH ở đây ấy, TH ở đây mình sẽ cho lưỡi ra và đẩy hơi, và nhớ là đây là âm rung nhá. Rồi mình sẽ đọc là loathe. 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 Đúng không ạ? Okay, next one. Coat. Coat. Được chưa? Coat. Coat. Next one. Boast. Boast. Cái từ này nhiều học viên của Thanh hay đọc là boast hoặc là boat. Ok, mọi người hay bị mất một cái phụ âm cuối. Ở cuối, phụ âm cuối ở đây mình có hai phụ âm, đó âm S và âm T. Thế nên mình sẽ phải bật cả hai âm ra. Được chưa? Mình sẽ đọc là boast. 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 Great. Next one. Boating. 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 And foam. 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 And load. 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 Ok, rất dễ đúng không? Rồi, mọi người phải cố gắng là mình sẽ luyện tập đọc kiên trì, bởi vì bản chất mình học cái này để mình giao tiếp, chứ không phải là mình học để mình ghi phiên âm hoặc là mình đọc những cái từ đơn lẻ đúng không? Tuy nhiên để mà giao tiếp tốt thì mình sẽ phải học cái phần âm rất là chắc. Sau đó thì mình học các cái cấu trúc giao tiếp cũng như là các cái mẫu câu giao tiếp, hoặc là mình nói nó sẽ tự nhiên hơn và hay hơn rất là nhiều, và mình sẽ không phải chỉnh nhiều trong quá trình mà mình luyện tập giao tiếp nữa. Đó, bản chất của ngôn ngữ đó là thứ nhất là cái phần phát âm ra mình phải đúng đã, bởi vì nếu mà mình không phát âm đúng á thì người ta nghe người ta cũng không hiểu mình nói cái gì, đúng không ạ? Hoặc là khi mà người ta nói chính xác cái âm đó thì mình cũng không hiểu người ta đang nói cái gì. Đó, thế nên là cái kết quả của trong quá trình giao tiếp cũng không đạt được. Chính vậy là mọi người cố gắng luyện tập cùng với Thanh nhá. Next one. Tiếp theo mình có bài luyện tập số 2. Loading. Loading. Rồi. Loaf. 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 Được chưa? Loan. Loan. Mọi người nhớ nhá, O và N này. Own. Own. Và mình đọc là nối nhé. Loan. Loan. Yes. Cái chữ TH ở đây xuất hiện. Như TH ở đây mình sẽ được phiên âm là chữ, tức là âm vô thanh nhá. Mọi người này, cho lưỡi giữa hàm răng này và đẩy hơi ra. Đó, dây thanh quản không rung nhá. Chạm vào trong cổ, trên cái cổ của mình ấy thì mình sẽ không cảm thấy rung. Đó, hít một hơi, cắn lưỡi và đẩy hơi ra. Ok, và cái từ này mình sẽ đọc là gì ạ? Loath. 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 Ok, next one. Tiếp theo mình có từ throat, đúng không ạ? Cho lưỡi ra này. Throat. 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 Ok, next one. Mình có từ wow. 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 Next one. Coast. 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 Nhớ ending sound là ST nhé mọi người. Coast. Coast. Next one. Coaching. Coaching. Chữ chờ này. Ok, chữ chờ nặng này. Coaching. Coaching. Moat. 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 Không là mau nhá. Moan.
Moan, moan. Từ này có hai âm tiết. Reproach, 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 đúng không? Afloat, afloat, afloat. Okay. That is. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài buổi học ngày hôm nay. Đó là tổng hợp lại, chúng ta đang học từ có chứa âm OA. Thì chúng ta lưu nhớ thêm hai điều. Thứ nhất, đó là trọng âm sẽ rơi vào chính OA. Thứ hai, đó là OA ở đây sẽ được là âm O, đúng không? OA sẽ được đọc thành âm O ở trong Anh Mỹ nhá. Rồi, và mọi người lưu ý là mọi người sẽ phải nên luyện tập đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại những cái từ mà Thanh đã hướng dẫn cho mọi người, để mọi người có thể thứ nhất là mình luyện cái khẩu hình miệng của mình cho đúng, và thứ hai là mỗi ngày mình nên luyện tập khoảng 5 đến 10 phút thôi. Và lưu ý, nhưng mà phải kiên trì là ngày nào cũng luyện tập, bởi vì ngôn ngữ nó là một cái bài toán về sự repeat, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì tự nhiên là mình sẽ thành phản xạ. Mình sẽ không có một con đường ngắn nào để có thể phát để có thể gọi là giao tiếp được tiếng Anh mà không có sự luyện tập hay là kiên trì, đúng không? Mình không thể ngồi mà nghĩ ra được à cái từ này nó đọc thành cái gì, hoặc là cái từ này khẩu hình miệng của mình đọc có đúng hay không, cái này không nghĩ được. Cái điều quan trọng là mình sẽ how to say mình sẽ luyện tập cái âm đó hàng ngày. Và ngày thứ nhất mọi người luyện tập thì nó sẽ hơi kỳ kỳ một xíu, nhưng mà đến ngày thứ 30 mọi người luyện tập thì mọi người sẽ thấy cái sự thay đổi hoàn toàn khác biệt, và mọi người cũng không thể giải thích được tại sao, bởi vì đấy là cái kết quả của một quá trình luyện tập lâu bền và cái sự lặp đi lặp lại hàng ngày đó. Thì đấy là cái chìa khóa của cái việc học ngôn ngữ. Okay, that's it for today, and thanks for watching my video, and see you next time. Bye.